Thành ơi, tao phục mày quá, tao phục mày sát đất luôn. Thành, có chuyện gì vậy? Kinh khủng. Mẹ. Quang. Con. Mẹ, thực ra chuyện này con không... Con không cái gì? Trời ơi, thật con ra xin lỗi là... bác. Lỗi là ở con. Tại con thương anh Quang quá nhiều nên không biết giữ mình, không kiềm chế được, con xin lỗi bác. Hai đứa làm đám cưới đi. Mẹ. Mẹ con gì nữa? Con gây ra chuyện này thì con phải chịu. Anh chịu đi. Mà thôi, như thế cũng tốt. Thà con cưới My ra, chứ mẹ không thích. Bác sẽ cho tiến hành ngay. Cháu về nói chuyện với cả bố mẹ đi nhá. Mẹ, chẳng lẽ đám cưới ra sao mẹ? Anh thương mẹ, anh thương mẹ mà anh làm như thế à? Mày biết cái gì mà nói hả? Anh em... Mẹ. Alo. Sáng nay chị có đến công ty không ạ? Có, sao thế em? Chị có nhớ công ty mình làm quảng cáo bột giặt không? Có, chị nhớ. Bên đó họ nói đã chuyển cho mình 40% chi phí của hợp đồng rồi. Sao không thấy bên mình tiến hành làm quảng cáo cho họ? Làm gì có chuyện đó. Bên họ chuyển tài khoản cho mình ư? Em đã check tài khoản chưa? Dạ vâng, đúng là bên họ đã chuyển tiền cho mình, nhưng mình đã rút ra. Còn nữa... Còn cái gì em nói nốt luôn? Còn số vốn lưu động của công ty trong tài khoản cũng đã bị rút hết rồi ạ. Cái gì? Số tiền trong tài khoản bị rút hết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ có mình và anh Linh. Mẹ à, mẹ đi đâu cả đêm mà không về nhà vậy? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang làm gì vậy? Tao về quê. Sao tự nhiên lại về quê? Chẳng lẽ mẹ lại thích cái nhà lụp chụp ở dưới đó hơn ở đây à? Bởi vì ở đó ta còn được là con người. Mẹ nói vậy là sao? Chẳng lẽ con làm cái gì? Con không cho mẹ đi. Tránh ra. Không cho đi. Tránh ra. Con đã nói không cho đi mà. Mày bắt tao ở đây làm gì hả Linh? Mày có biết là tao khổ lắm không? Sao mày cứ muốn tao khổ hả Linh? Mày tưởng rằng tao muốn ra nông nỗi như thế này lắm mà. Tao là người, có phải đất cát gì đâu mà tao không biết nhục à? Tao biết là tao ngu, tao dại mà. Không lẽ cái tình của tao không đáng giá sao? Sao lúc nào bố mày cũng coi tao như rác rưởi vậy? Vậy mà tao lại không bỏ được ông ấy. Tao thương ông ấy.
Tao không thể không thương ông ấy được, Linh ơi. Anh ta làm gì mà không nghe máy chứ? Mình đúng là ngu mà. Tin người quá đáng. Tại sao lại có thể nghe anh ta mở tài khoản chung được chứ? Bà Đoan à, bà tính hay lắm. Nhưng bà tính không bằng rời tính. Tôi hóa cái này để cho bà mang theo xuống dưới suối vàng nhé. Con chào bố. Con có nghĩ rằng bố nên lấy lại chùm chìa khóa nhà đã giao cho con không nhỉ? Con làm bố giật mình à? Sao vậy? Người ta bảo nếu không làm điều xấu thì có tiếng gõ cửa nửa đêm cũng không sợ mà. Con đang nói cái gì thế hả? À, bố không có thời gian để ngồi nghe con nói chuyện tào lao đâu. Con cũng vậy. Con đến đây để hỏi bố một chuyện. Con nói đi. Con muốn bố thừa nhận mẹ con. Thừa nhận? Thừa nhận? Con nói hài hước cái gì thế hả? Thừa nhận cái gì? Phải có cái gì để thừa nhận chứ hả? Bà ta là mẹ con. Tại sao bố thừa nhận con mà không thừa nhận bà ta? Chắc chắn là có một sự hiểu lầm ở đây. Bà ta với ta chỉ là quan hệ chủ tớ. Và trong mắt ta, bà ta mãi mãi chỉ là một con ở. Hợp đồng giữa ta và bà ta đã xong. Mua và bán xong phẳng hết. Còn việc ta nhận con chẳng qua là ta muốn có một người thừa kế cùng huyết thống. Thế nhưng nếu đến một lúc nào đó ta không thích có người thừa kế cùng huyết thống nữa thì sao? Ông muốn bỏ người cùng huyết thống? Vậy cơ ngơi, tài sản bấy lâu ông làm, ông tính sao? Ông để cho nó lụi tàn luôn à? Không, không bao giờ. Ít ra trước khi ta chết, ta cũng phải để lại một chút danh tiếng cho đời chứ. Hội người mù, hội trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, họ rất cần. Họ sẽ đội ơn ta. Họ sẽ nhớ ơn ta suốt đời. Một cuộc đời hoàn hảo, đúng không? Bây giờ thì con hiểu rồi. Đối với bố, tình cảm, danh vọng, lòng ngưỡng mộ, sự tồn tại hay tất cả những gì trong cuộc đời này đều quy về một phương thức duy nhất, đó là mua và bán. Con đã hiểu, và con sẽ không phiền bố về cái gọi là lẽ công bằng cho mẹ con nữa. Con xin phép.
Linh, con nên nhớ, công bằng cũng phải mua đấy. Mày tưởng tao thích có người đe dọa tao lắm à? Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là công bằng. Có chuyện gì mà tới tận đây? Em điên à? Nói cho cô biết, chưa kẻ nào làm tôi đau mà không phải gánh chịu hậu quả đâu. Anh là đồ khốn nạn, anh là con chó điên, anh cắn bất kỳ ai mà anh gặp, kể cả người đã giúp đỡ anh sao? Nói cho rõ ràng đi. Anh còn giả vờ không biết à? Cô không phải diễn. Cô nói rõ đi. Hôm nay tôi không được vui, không thích dài dòng. Không vui? Lạ nhở. Tôi tưởng anh phải là người vui nhất mới đúng chứ. Đục nước thì báo co mà. Loanh quanh không phải tính cách của cô. Tôi vừa qua ngân hàng để thăm các tài khoản đáng thương của chúng ta. Thật lạ, không hiểu sao tiền thanh toán của các công ty đối tác không cánh mà bay đấy. Anh có thấy lạ không? Vậy thì sao? Anh cũng mặt dày gớm. Tôi đã nói đến mức như vậy rồi. Thôi được, anh thích chơi bài ngửa chứ gì, tôi chơi với anh. Anh lấy tiền trong tài khoản công ty để làm gì? Cô nói lạ thật đấy. Để thực hiện hợp đồng với các đối tác chứ còn làm gì. Thực hiện hợp đồng với các đối tác? Vậy sao? Vậy sao họ lại phàn nàn? Công ty chúng ta đã nhận tiền mà làm việc quá lề mề. Thật à? Ờ, đúng rồi, tôi đã rút tiền đấy. Phạm pháp sao? Đó là tài khoản chung. Tại sao tôi không được quyền sử dụng? Anh... không vừa ý à? Vậy thì đi báo công an đi. Tôi cũng không phiền nếu phải cùng với cô đi đến tòa án đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm như thế. Từng đó tiền có đáng gì chứ? Tôi chỉ tiếc, tôi cứ tưởng cái giá trị của anh nó cao hơn cơ. Tôi cũng thấy tiếc cho cô, vì ngoài tiền ra cô chẳng có gì đáng giá cả. Anh làm tôi thất vọng quá. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Thế nên khi nào tôi cưới anh Quang, anh nhớ qua nhé. Tôi nghĩ chuyện tan vỡ của anh Quang và Nhân chắc chắn có bàn tay của anh. Cảm ơn. Đám cưới? Thật không? Mà tại sao cô lại nắm được tẩy của anh ta? Thì vẫn chiêu đó thôi. Cũng may mà trời giúp tôi. Mà thôi, tôi đi đây. Nói chuyện với người đâm sau lưng mình thật là không dễ chịu một chút nào. Mà này, sau đám cưới của tôi, nếu có gặp nhau thì cũng coi như không quen biết nhé. Thank you.
khỏe không? Mẹ. Mẹ à. Mẹ nói không là không. Sao lại không hả mẹ? Chuyện nam nữ ngủ với nhau là chuyện bình thường thôi mà. Nếu mà ngủ với nhau cứ phải cưới nhau thì con nghĩ mỗi một người phải có 2-3 người chồng, 2-3 người vợ kìa. Mẹ cho con đi du học không phải là để con học theo lối suy nghĩ thoáng đó. Con là người Việt, con phải có truyền thống. Đúng, truyền thống để giúp cho con người ta hạnh phúc hơn, chứ không phải khiến cho con người ta bất hạnh hơn đâu mẹ. Con không yêu xa, nếu con cứ phải lấy xa thì làm sao có hạnh phúc được đấy. Chuyện đến nông nỗi này là do ai gây ra? Con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm chứ. Chẳng lẽ khái niệm về hai chữ trách nhiệm không có trong đầu con sao? Mẹ ơi, chuyện con vạt xa là cả hai cùng tình nguyện mà. À không, là do con sai, con không thể tự chủ mẹ được. Mẹ không cần biết. Nhất định con phải cưới xa. Con không cần biết. Nếu con có cưới thì con sẽ cưới nhân, chứ không bao giờ con cưới xa. Con... Được thôi, nếu con cưới nhân, mẹ sẽ chết cho con xem. Kìa mẹ. Mẹ sẽ gọi điện cho Sa để nó bàn với nhà bên đó. Cuối tuần gia đình ta sẽ qua bên đó nói chuyện. Mẹ. Hẹn tôi ra đây làm gì? Tao và mày ngoài tiền bạc ra làm gì còn mối quan hệ nào? Hay nhỉ. Làm việc như mèo mửa mà cũng vác xác đến đây đòi tiền sao? Mày đừng tưởng tao không biết. Lão già ấy đang nằm bất động, không nói năng gì được nữa. Đúng theo yêu cầu của mày còn gì. Nhưng tao muốn lão chết. Bọn mày làm việc như vậy chỉ khiến tao lo lắng hơn thôi. Lo lắng cái gì? Tao không có nhiều thời gian để nói chuyện với mày. Đứng lại. Con làm sao thế? Mày làm gì mà ra nông nỗi này à con? Con không sao. Đi bệnh viện đi con. Không, con có bị làm sao đâu mà vào viện. Trời ơi, ra nông nỗi như thế này mà mày bảo không làm sao? Ai đánh mày? Không lẽ lại là... Không phải ông ấy đâu. Mà mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu không phải thì ra báo công an đi. Con đã nói không sao mà. Misa, tôi đến để thăm bố cô. Bố tôi với cô quen nhau à? Không quen. Thế thì cô đến đây làm gì? Tôi nhớ là tôi với cô đâu có thân nhau lắm đâu. Kia là quà biếu, nếu mà cảm thấy không thích thì có thể vứt đi. Mục tiêu của tôi đến đây là chỉ để thông báo với cô một chuyện. Chuyện có liên quan đến tôi hay không? Liên quan đến cô hay không thì tôi không biết. Nhưng mà nghe thì chắc sẽ hiểu đấy. Nếu mà như thế thì cô cho tôi xin đi. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian để mà nói chuyện với cô đâu nhá. Cuối tuần này mẹ anh Quang sẽ qua nhà tôi để làm quen.
Sau đó chúng tôi sẽ dạm ngõ và chúng tôi sẽ đám cưới với nhau. Cô với anh Quang làm đám cưới á? Chứ cô nghĩ là đám cưới với ai? Chắc anh Quang đám cưới với cô chắc. Thôi cho tôi xin đi. Nếu không có cái gương ở đây thì lấy tạm cái chậu này soi thử xem, soi lại cái bản mặt xem. Còn ô xin mà thích đòi trèo cao. Nói cho mà nghe, trèo cao quá sẽ ngã đau đấy cô bé ạ. Cô... Thôi tôi đi về đây, ở đây dễ nhiễm bệnh lắm. Này, con ớt hiểm vào đây làm gì đấy? Hay là con này bị thần kinh vào đây để kiểm tra à? Ê, mày làm sao đấy? Sao mày cứ đần thộn ra thế hả? Hảo. Hả? Mày trông bố hộ tao nhá. Tao đi ra ngoài có việc một chút. Con này, tao vào đây để thăm bệnh cơ mà. Tự nhiên... Alo, anh đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Được, cứ ở yên đấy, tôi sẽ tới nhé. Dạ thưa ông, tôi đã tìm ra manh mối ạ. Ngồi đi. Thưa ông, bên công an họ đã tìm thấy gần nơi xảy ra tai nạn một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại thế nào? Dạ, một chiếc điện thoại rẻ tiền ạ. Không phải của nó. Còn gì nữa không? Dạ, có chuyện này không biết có nên nói không ạ. Nói đi. Hôm trước cậu Lĩnh bị một đám đánh bị thương. Cái gì? Cậu Lĩnh bị đánh à? Dạ, cậu Lĩnh bị bọn côn đồ đánh ạ. Có biết nguyên nhân vì sao không? Dạ, nghe nói là thiếu nợ. Thiếu nợ? Thằng Lĩnh mà lại thiếu nợ đến mức bị người ta đánh à? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Dạ, tôi đâu dám ạ. Tìm hiểu, điều tra ngay cho tôi. Cái đám côn đồ đánh thằng Lĩnh là ai? Nguyên nhân vì sao? Tôi biết rồi ạ. Tìm hiểu tất cả các khoản thu chi của cậu Lĩnh gần đây. Vâng, tôi biết rồi. Tôi xin phép. Khoan đã. Nếu cần, cậu cứ làm thế cho tôi. Tôi hiểu. Tôi xin phép đi trước. Ừ. Nếu con chó đã phát dại thì phải giết thôi. Mặc dù nó là con chó mình đã từng yêu thương quý chiều. Để lâu, đêm dài lắm mộng. Mẹ à, mẹ, mẹ, alo. Tôi Thảo Nhân đây, anh ra cổng gặp tôi luôn đi. Được rồi. Cô đến đây tìm tôi có việc gì? Chẳng phải chúng ta kết thúc rồi sao? Đúng, chúng ta đã chia tay.
Đó chẳng phải là điều anh luôn mong muốn hay sao? Người ta nói không sai mà. Đàn bà lúc nào cũng làm những việc thật vô lý. Cô là người chia tay tôi mà, tại sao lúc nào cũng trách móc tôi thế? Tôi đến đây không phải để gây sự với anh. Tôi đến đây vì nghe một thông tin và muốn đến chúc mừng anh thôi. Chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì chứ? Chuyện anh sắp lập gia đình. Sao? Tôi nói sai à? Thực ra chuyện này, mà sao cô biết được? Nói thế, chuyện anh lấy vợ là thật à? Nhân à, nghe anh giải thích đã. Tôi vốn luôn biết. Lâu nay anh luôn cảm thấy xấu hổ vì tôi. Một đứa con nhà nghèo, gia đình phức tạp, lại từng là ô xin nữa. Nhưng mà yêu nhau bao nhiêu lâu, có bao giờ anh giới thiệu tôi với cô Thư không? Đi đón cô Thư, anh thả đứa con bé xa đi cùng còn hơn là đưa tôi theo. Anh... Em đang nói chuyện gì? Em đang nói nhảm gì thế Nhân? Nói nhảm à? Mới chia tay nhau có mấy ngày mà anh đã có ngay một cô vợ sắp cưới. Cô ta còn thay mặt anh đến thăm bố tôi nữa đấy. Nhân à, nghe anh nói đi Nhân. Tôi không nghe. Không nghe. Sao tôi phải nghe anh? Tôi ghét anh. Vì sao tôi phải khóc vì anh? Vì sao tôi phải yêu anh chứ? Anh không đáng, không đáng một chút nào cả. Đúng, không đáng chút nào cả. Mẹ, cháu về đi, đừng đến đây tìm thằng Quang nữa. Cô xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai đứa. Nhưng ngoài việc coi cháu là một cô bé tốt bụng, dễ thương ra, chưa khi nào cô xem cháu là con dâu của cô cả. Cô không ghét cháu, nhưng cô không sao khiến mình cảm thấy thích cháu được. Cháu đã làm điều gì sai à cô? Không, cháu không làm điều gì sai cả. Chỉ là... Mà thôi, đợi khi nào bố cháu tỉnh lại, cháu hãy hỏi bố cháu, ông ấy sẽ có câu trả lời cho cháu. Đến lúc đó, người từ bỏ có khi không phải là thằng Quang, mà lại chính là cháu đấy. Bố cháu, bố cháu đã làm gì sai ạ? Cháu về đi. Cô... Mẹ. Con vào nhà. Nhân. Quang. Con xin lỗi mẹ. Đứa nào làm gì mày? Sao mày phải khóc hả? Tao không sao. Ai làm gì mày? Mày nói tao nghe xem nào. Tao không sao. Tao hỏi mày, ai làm gì mày? Tao bảo không sao. Mày lo cuộc sống của mày đi, mày quan tâm đến tao làm gì? Nhân, mày nói cái gì đấy?
Tao sẽ không làm loạn lên nữa đâu. Bảo con về hỏi bố. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi bố. Bố à, bố hãy nói cho con biết thực ra là đã xảy ra chuyện gì. Anh Quang sắp lấy vợ rồi bố. Con đau quá, đau đến chết mất. Nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ kết hôn với người khác, con chỉ muốn chết thôi. Bố à, bố tỉnh lại của con đi bố. Bố à, bố nói cho con biết chuyện gì đi. Con xin bố nha. Xin lỗi cô. Cô có phải là người nhà của ông Nguyễn Văn Nam không? Dạ phải ạ. Chúng tôi là công an hình sự, muốn gặp ông Nam để thu thập một số thông tin. Công an hình sự ấy ạ? Vâng. Muốn gặp bố tôi? Vâng. Nhưng em làm sao thế? Ai cho tức em à? Em đang điên hết cả người lên đây. Bà xã anh đừng có giận. Bây giờ á, bà xã có biết cảm xúc của bà xã liên quan đến ba người không? Nói anh nghe, đứa nào chọc tức á, anh đập chết luôn. Đấy, vừa nãy em cũng nói một câu y hệt như thế luôn nhá. Ừ. Mà anh quan tâm đến em, anh mới nói như thế đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy, em thấy nó buồn nhá, mắt nó đỏ hoe, em mới nói với nó một câu y hệt như anh nói. Thế mà... Mà nãy giờ em nói ai? Thì Thảo Nhân chứ còn ai nữa. Anh xem thấy có tức không? Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu, thế mà nó nói với em một câu rất là phũ phàng. Chắc là Nhân nó có chuyện gì đó thôi. Bỏ qua đi, nóng giận nó mới nói vậy. Nóng giận cái gì mà nóng giận? Nó mà không nghĩ thế á, thì chẳng bao giờ nó nói thế cả. Thôi, đừng giận nữa. Anh xem, cái chuyện bố nó bị đâm xe ấy, em về chăm, làm sao mà nó cứ phải làm loạn hết cả lên. Thôi em đừng có nóng giận như thế nữa. Mà bố Nhân có chuyện gì nào? Anh không cần phải bênh nó. Mà em nói cho anh biết, anh cũng không cần phải hỏi anh Cường họa sĩ về chuyện của bố nó nhá. À anh Cường, bầu nước với bọn em luôn. À chắc anh đi không đúng lúc. À, anh có tí việc bận phải đi. Lúc khác nhậu nhá. À, dạ vâng ạ. Anh đi nhá. Định giận bao giờ mới xong? Mãi mãi. Hứa nhá, đừng có nói rồi mai lại quên nhá. Này, anh đừng có mà coi thường em. Lần này em quyết tâm rồi, giận mãi mãi. Ừ, cố lên. Ừ, thôi mà. Chú ơi, chú cho hỏi cái bác nằm ở đây xuất viện rồi ạ? Tôi không biết, tôi cũng vừa chuyển đến. Thế là người nhà của anh à? Vâng, cảm ơn chú ạ.
Anh đến thăm bố em à? Mặt anh sao thế kia? Anh gặp mấy thằng say rượu ấy mà. Thế anh đã báo công an chưa? Báo làm gì hả em? Người ta say rượu ấy mà. Mà bố em đâu rồi? Bố em... Người ta chuyển phòng cho bố em rồi ạ. Người ta? Người ta là ai? Này, mấy người mặc quần áo công an, họ làm gì ở đây vậy? Họ đang canh bố em ạ. Canh bố em? Em cũng không biết nữa, nhưng mà họ nói là bố em có liên quan đến vụ án mạng. Họ đang đợi bố em tỉnh lại để lấy lời khai. Sao? Anh ngạc nhiên quá. Làm gì mà bố em liên quan đến án mạng nào chứ? Những kẻ hại bác còn chưa điều tra ra mà. Vâng, em cũng đã hỏi họ rồi, nhưng mà họ chẳng nói gì cả. Nói chuyện ở đây lâu không tiện, mình ra chỗ khác đi. Vâng, thế cũng được ạ. Anh biết lúc này em đang nghĩ gì không? Sao em? Em thấy lúc trước mình thật nông cạn. Căm hận người đã sinh ra mình. Oán ghét ông ấy. Dù ông ấy không phải là người bố mà em mơ ước, nhưng... ông ấy cũng chưa bao giờ có ý định bỏ em cả. Vậy mà... nếu là anh, anh cũng sẽ oán hận. Bây giờ, nếu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để cho bố em tỉnh lại, em cũng sẽ làm, anh biết không? Rồi bác sẽ tỉnh lại thôi mà. Em hãy tin vào điều đó nhé. Em đi rửa mặt đi. Nhìn mặt em hốc hác lắm. Anh nghĩ là bác không muốn nhìn thấy bộ dạng em như thế này đâu. Vậy thì anh chờ em một chút nhé. Biết quá nhiều những điều không nên biết, không tốt đâu nào. Ông ta sao rồi? Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tình hình khả quan. Anh mệt rồi thì về nghỉ đi. Vâng, thì tôi về trước, ở đây giao cho anh.